Vâng, em Tuấn chào bác nhé. Ngày hôm nay thì em Tuấn sẽ giới thiệu cho bác đến bộ máy tính Dell. Đối với cái dòng máy tính thì các bác làm cơ quan văn phòng, công chức, rồi doanh nghiệp, tóm như tóm lại tất cả cái thời đại 4.0 hay 5.0 rồi, thì hầu như là nhà nào cũng phải có một chiếc máy tính này. Và để nghe đây, quay gần cho bác nhìn này. Đối với cái dòng máy tính thương hiệu của Dell này thì các bác biết rồi đấy, thương hiệu Dell của Mỹ, thương hiệu Dell của Mỹ rất là nổi tiếng, các bác nhé. Nó cực kỳ nổi tiếng là sao? Nổi tiếng thì là có Sony Vaio này, Dell này, HP, Lenovo, rồi là ThinkPad, rồi là nó nhiều lắm bác ạ, nó nhiều hãng, Asus, Acer, nhiều lắm. Thì ngày xưa em cũng chuyên về máy tính, thì cái thời gian này thì cũng đổi cho âm thanh cũng khá nhiều năm. Nhưng mà được cái lô máy tính này nó về, báo cáo các bác là lô máy tính nó về khá là ngon. Em đang giới thiệu cho bác đây là bộ máy tính nhé. Cái bộ máy tính này nhiều bác em giới thiệu không nói rõ thì các bác cứ bảo là cái màn hình này là bao nhiêu tiền. Báo cáo bác đây là cả bộ máy tính luôn, nó nằm tất trong này rồi, chứ nó không có cái cây nằm ngoài nữa, nó nằm hết ở trong này luôn. Nên nó thành bộ máy tính chứ không phải là có nhiều bác hỏi tôi mua cái màn thôi. Nhưng báo cáo các bác là cái màn này bây giờ nó là bộ máy tính luôn, nó đồng bộ, nó tổng hợp hết vào trong này cho nó gọn. Đây gọi là hàng máy tính của OnOne, thương hiệu Dell, nhưng OnOne là nó tất cả đồng bộ trong một, nó tất cả trong một đấy. Cái màn hình này là có màn hình này của nó là 23 inch. Con này có chip, con Dell này có cấu hình là Core i7 nhé, các bác nhé, chip Core i7 đầu 4, RAM 8GB, ổ cứng 256, tất cả loa thiết kế hết ở đây luôn, ghế ở đây luôn đấy, được chưa? Đấy. Thì để nghe đến cái dòng máy tính Dell thì báo cáo bác là nó cũng nói chung là cái thứ nhất là nó bền, nó cũng gần như là gần nhất nhì thứ một luôn dòng này. Và Sony Vaio nữa, nhưng Sony Vaio thì nó nếu mà một con cấu hình của Sony Vaio với con này thì nó cũng đắt gấp 3 lần con này. Nhưng mà bây giờ các bác chỉ cần gõ lên các bác gõ Google rồi em nhé, lên Google nhé, máy tính OnOne Dell, không bác cứ gõ cấu hình Core i7 như con này và cho em, nếu mà dưới 20 triệu em tuột đi đầu đất, nếu hàng mới nhé, dưới 20 triệu đi đầu đất luôn, bác cứ gõ vào OnOne Dell i7 đây cho em, RAM 8GB cho em, ổ 256 vào xem hàng mới bây giờ có trên 20 triệu. Nhưng con này đây là hàng bãi, để các bác mức giá 6.980.000, 6.980.000 bác nhé. Em Tuấn bao hoạt động bình thường hết cho bác, và tất cả những cái phần mềm rồi là ổ cứng hay chip hay RAM nó đều thay thông dụng như cái máy tính bình thường của mình. Có nhiều bác hỏi thôi, thế không may sau này của tôi trục trặc nó có sửa được không? Tất cả thông số của nó, khe RAM cắm rồi ổ cứng, RAM, chip đều như nhau hết bác. Và những con này bên em đã cắm hỗ trợ cho bác là cả wifi bên ngoài rồi, nên có về các bác dùng wifi không có dây luôn, không cần phải cắm có dây nữa đấy. Con này màn hình 23 inch, hiện tại bên em còn một mã của Dell nữa, màn hình nó tận 24 inch cực, màn to hơn, chip của nó lại in 5, RAM 8GB, chip Core i5 đầu 6, và nó có mức giá là 6.900.000, con này là 6 triệu, con này i7 là 6.980.000, nó lệch nhau 8.000 đấy. Nói như vậy để cho các bác rõ đây, sau đây em Tuấn sẽ đưa vào gần cho bác nhé. Và các bác chú ý hộ em là em vẫn phải nhấn mạnh một số điểm, vì clip này em phải nhấn mạnh là cái gì? Những cái cấu hình như thế này nó thừa cho bác cũng như con bác làm việc và học nhé. Học đến lớp 12, hết lớp 12 có thể đi học đại học luôn nhé. Học đại học luôn, chưa cần cấu hình lớn. Còn nếu bác nào mà cứ nghe thấy con mình là bố ơi phải lấy cho con cái bộ này bộ kia, thì các bác cũng phải xem xét lại, có khi con bác nó nghiện game từ lâu lắm rồi. Bác chú ý hộ em nhé, nó nghiện game từ lâu lắm rồi là mệt lắm bác ạ. Nó đã chót nghiện game rồi là không thành công đâu. Là mình lúc đấy mình mua cái máy này về cho con nó chơi game, nó không học đâu. Đấy. Có nhiều lắm, có nhiều những cái tiểu xảo lắm bác ạ. Bởi vì khi người ta sử dụng máy tính ấy, con bác nó lành lắm. Bác bảo ông con vừa lành, nó ngoan lắm. Lúc nào tôi vào thấy nó ngồi nó học rồi nó chăm chỉ lắm. Em báo cáo bác là tất cả những cái trang ấy, nếu như bác nào không nắm được ấy, bác chú ý hộ em nhé. Đây này, ví dụ em Tuấn mở cho bác nhìn này, con bác nhá, ví dụ nó mở cái này, được chưa? Nó ấn chìm xuống đây, chưa? Xong lại mở một cái này nữa, nó ấn chìm xuống đây. Nếu đứa nào nó không biết lạnh nóng ấy, ví dụ bây giờ bác nhá,
Ví dụ bây giờ em chỉ hỏi, em nói với bác là bây giờ nó đang chơi cái chương trình này, đúng không? Bác nhìn này, nó đang chơi một cái chương trình này, ok chưa? Bác vào nhá, nó đã sắp sẵn rồi. Một là nó ấn lệnh, nó đặt lệnh phim nóng nhá. Hai là nó chỉ cần kích đúng một, nó gõ đúng một con chuột thôi. Bác nhìn nhá, đang này, gõ cái nó sang cái khác rồi, nó đè luôn. Mà nó sẽ mở rộng sẵn cái phông này trước đã. Bác nhìn nhá, nhìn này, nó sẵn này trước này, nó chìm này nhá. Khi bác vào ấy, nó chỉ kích cái là lên luôn. Bác nhìn chưa? Bác nhìn nhá. Bây giờ bác đang xem cái này đúng không? Bác đang xem cái này đúng không? Đấy, đấy. Ví dụ đang chơi game, bây giờ đang chơi game nhá. Bác chỉ cần vào cái này, một cái này, bác làm sao bác nhìn được? Nó chỉ trong tích tắc bác không thể kịp nhìn. Nó đã chuyển sang một cái giao diện khác, một cái phần mềm học khác của nó rồi. Nên bác chú ý hộ em là mua cái máy tính cho con mình nó học. Những cái máy này em đã bảo các bác rồi, bác làm vẽ AutoCAD cũng được mà các cháu học đến đại học cũng được. Chứ còn bác mà mua mà để cho nó cắm thêm cạc rời vào thì nó chơi game suốt ngày. Bác nhìn em, em chuyển đổi màn hình từ cái đó sang cái kia. Các bác trước mắt cái nó chuyển sang cái khác rồi, bác không thể biết được con bác đang học cái gì nha. Nhọn cái nó chuyển sang cái khác luôn. Đây, nhọn cái nó về khác đấy. Bác nhìn này, bác nhìn thấy em chuyển giao diện của tất cả những cái nội dung. Ví dụ bây giờ nó đang chơi game như này, nó chuyển sang một cái khác bác nhé. Bác chuyển này, đấy, nó sang cái khác rồi. Bác nhìn nào được, được chưa? Nó sang trong nháy mắt luôn, được chưa? Bác không thể phát hiện được. Đây, sang luôn, đấy, nó sang luôn cái khác. Nên là các bác chú ý hộ em là những con này cấu hình thừa cho bác rồi. Mua để làm việc và mua cho con nó học và mình làm việc, chứ không thể mua những cái cấu hình nó cao quá, nó khổ quá để con nó chơi game, được chưa? Còn sau này con nó có ý thức rồi, nó có ý thức là nó ngồi nó sẽ tự học, thì lúc ấy các bác có mua giờ cũng không sao cả. Nhưng mà khi các bác để con mình những game là con coi như là các bác để cho con bác học hết. Và cái thời đại 4.0 5.0 này thì một cái máy tính không thể thiếu trong gia đình. Và đây là sản phẩm cho bác lựa chọn thoải mái, gọn, nhẹ, nói chung là tất cả gọn, bền, đẹp. 6.980.000, đây là chiếc máy tính Dell thương hiệu của Mỹ, hàng bãi, màn hình 23 inch, 23 inch, RAM 8GB, Core i7, đầu 4, thoải mái bác nhé, mỗi em nhé. Tất cả bên em đã cài đây bản Win 10 Pro rồi, bản Win 10 Pro, và các bác về chỉ việc dùng thôi, Cái thứ nhất là không tốn tiền cho bác, cái thứ hai là nó sẽ đạt cái mục đích cho con bác, nó sẽ bớt cái tư tưởng là game đi. Cái này nó có thể chơi game được, nhưng mà khi nó chơi game lớn lâu là nó sẽ không hỗ trợ. Bởi vì muốn chơi game nó phải có một cái cạc rời, những cái cạc rời đấy các bác dùng nó phí, không mua làm gì cả, vài triệu cái cạc rời, không nên. Đấy, em A Tuấn chỉ khuyên các bác vậy thôi. Chứ đừng có nghĩ là tôi nhiều tiền, tôi cứ mua cái nhiều tiền và là sau này hỏng đấy. Còn khi con mình nó có ý thức, nó nhận thức được rồi là, nó ví dụ như mình chẳng hạn, là tôi đam mê này, tôi vào tôi chỉ tham khảo là mai thị trường bán cái này, cái kia nó lên như nào, giá bên kia như thế nào, hoặc là hôm nay cái giá bên này nó cạnh tranh như thế nào không. Có nghĩa là ví dụ như em vậy thôi, khi em cầm cái điện thoại em vào em mạng, có nhiều người nghĩ là mình suốt ngày vào mạng chắc chít, nhưng không, mình đi nắm bắt thị trường chứ không phải đấy. Khi mình đã ý thức được rồi thì thả nó ra thoải mái, còn khi nó không ý thức được mà mình đã cho nó nhiễm ngay từ đầu là mình làm hỏng con mình thôi. Chúc các bác chọn hàng cho hợp lý. Chào các bác.